quý cô chú chị và các bạn luôn. Xin chào quý khán giả, rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày thứ 6, 24 tháng 5 năm 2024. Đặc biệt đang ở trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục quý vị và các bạn. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội có ánh nắng. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 32 độ C. Em biết đứng ở đây may có những cơn gió quý vị và các bạn. Nếu không có cơn gió thì cảm giác rất nóng. Các bạn thấy du khách rời khỏi thủ đô Hà Nội và mấy tuần này ăn mặc rất nóng bỏng. Chiều nay em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng Hồ Gươm để cảm nhận không khí các sự kiện diễn ra vào cuối tuần này. Trên đường phố cầu gỗ rất nhộn nhịp. Quý quý anh chị và các bạn tới kênh của em Việt hãy tặng em Việt một like ạ. Và quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh. Trên màn hình thì là một đoàn du khách đang đi tham quan Hồ Gươm. Các du khách đội nón lá cũng rất duyên dáng, quý khán giả thấy hình ảnh rất đẹp. Bạn xem được những hình ảnh bên Hồ Gươm, hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về những nét đẹp ở thủ đô Hà Nội. Du khách sắp xếp một thời gian gần nhất tới tham quan thủ đô. Chiều nay thì em Việt thấy các anh xích đô chưa có khách hỏi rất nhiều. Rất nóng bỏng quý vị và các bạn. Đây là một gia đình nửa Tây nửa Ta quý vị và các bạn. Chồng là người nước ngoài, vợ là người Việt. Đang ghi lại những hình ảnh bên Hồ Gươm. Các bạn
bây giờ em được thấy gió to hơn rồi, cảm giác sắp có mưa rồi quý khán giả và các bạn. Xa xa các em gái ăn mặc rất nóng bỏng, quảng bờ vai đẹp quá, có những hình xăm rất nghệ thuật quý khán giả và các bạn. Và Lê Thái Tổ. Trước mặt mình là những hình ảnh ngã ba Hàng Trống và Lê Thái Tổ. Và trước tòa nhà báo Hà Nội mới thì cũng thu hút một số bạn trẻ đang ghi lại những hình ảnh. Các em gái đang đọc báo cũng như các bạn. Đấy. Trước một hình là ngã tư Hàng Cay, Tràng Thi. Đường phố Lê Thái Tổ cũng như Bà Triệu. Những hình ảnh trên đường phố Hàng Cay. Trên đường phố Hàng Cay rồi. Và này trên đường phố Hàng Cay còn một số cửa hàng chưa có anh chị nào kinh doanh giỏi để thuê một khoảng về kinh doanh quý vị và các bạn. Trước màn hình là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hàng Cay cũng như Trạng Tiền. Hàng Bài và Trạng Tiền, cảnh trường rất nhộn nhịp.
canh chú? À có gì. À chẳng có gì. Có canh sáu. Dạ. Rồi chú giờ tối đâu canh? Đi tua thì... Vâng. Dạ. Các chú chạy xin đồ hôm nay cũng kêu quý vị của các bạn chưa có canh. Cái em gái ăn mặc rất đẹp đang ghi lại hình ảnh bên hồ Gươm. Em Việt đang ở trên đường phố Đinh Tiên Hoàng. Rất sung sức vì tồn tại. Đài lên Thái Tổ, có Lý Thái Tổ. Vào cuối tuần này thì trước tượng đài cũng không có sự kiện gì. Bên hồ Gươm buổi chiều hôm nay thì rất đẹp quý vị và các bạn, mặc dù mặt trời bị những đám mây che như quý khán giả thấy, bầu trời không trong xanh. Hôm nay cũng rất thích hợp cho các du khách rèn luyện sức khỏe. Trước màn hình là ngã ba phố Hàng Dầu và Đinh Tiên Hoàng. Màn hình là những hình ảnh đền Ngọc Sơn. Đây là các bà của Hàng Dầu và Đinh Tiên Hoàng vào cuối tuần này cũng không có sự kiện.
mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp về phía quảng trường Đồng Tình Nghệ Thuật. Việc thấy cũng vắng các du khách hơn. Này thì như quý khán giả và các bạn thấy xung quanh Hồ Gươm cũng không có sự kiện. Cảm ơn quý khán giả cùng em Việt đi một vòng Hồ Gươm để cảm nhận không khí các sự kiện diễn ra vào cuối tuần này. Chúc quý cô chú và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý khán giả các clip tới của anh Việt Sáu Việt. Những hình ảnh trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thank you.